Thành phố Hồ Chí Minh cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trong tuần tới. 27 quốc gia đã xuất hiện biến thể phụ nguy hiểm hơn chủng Delta. Thành phố Hồ Chí Minh cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trong tuần tới. Sáng ngày 22 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác vì đây là đặc điểm của thành phố để người dân phát triển sinh kế. Tất nhiên, việc mở lại các dịch vụ này phải theo bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực thành phố đã quy định. Dự kiến tuần tới, thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở những vùng xanh đã kiểm soát được dịch. Theo tinh thần nghị quyết 128, thành phố không giao một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương. Thay vào đó, những vấn đề riêng sẽ do chính quyền địa phương tự quyết, ví dụ như khu vực này ở cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn dịch ở mức 2, 3, nguy cơ trung bình, cao. Các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa, ông Mãi nói và cho biết sau khi thành phố công bố cấp độ dịch, các địa phương sẽ dựa vào để mở lại các hoạt động. 27 quốc gia đã xuất hiện biến thể phụ nguy hiểm hơn chủng Delta. Ngày 21 tháng 10, nước Nga cho biết đã ghi nhận một số ca mắc biến thể A4.2, một số người còn gọi với tên Delta Plus. Đây là biến thể phụ của chủng Delta. Thủ tướng Israel đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với giới chức y tế sau khi ghi nhận ca mắc biến thể A4.2 đầu tiên. Lưu ý sự xuất hiện biến thể mới có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh ở nước này. Một chuyên gia đánh giá biến thể A4.2 có lẽ sẽ dần thay thế chủng Delta, nhưng điều này khó có thể xảy ra sớm. Theo đó, Israel đã ghi nhận ca mắc biến thể A4.2 đầu tiên hôm 19 tháng 10 là một cậu bé 11 tuổi. Cậu bé có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính sau khi đến sân bay quốc tế Ben Gurion ở Israel trong tuần này và bị đưa đi cách ly. Biến thể A4.2 chứa hai đột biến trong protein gai. Điều đáng nói, đến nay biến thể A4.2 đã được phát hiện ở ít nhất 27 nước. Các nhà khoa học cho biết đây là một trong 45 nhánh phụ của chủng Delta, có mức độ lây nhiễm cao hơn 10-15% so với biến thể Delta ban đầu.